Sau đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa. Mưa trong thời gian ngắn nên vẫn không xua tan được sự oi bức do nắng nóng trước đó. Theo các chuyên gia, những cơn mưa trái mùa này có thể gây hại cho sức khỏe đối với con người khi ra đường. Gần một tháng qua, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng nắng gay gắt và oi bức khiến người dân vô cùng khó chịu. Đây cũng là đợt nắng nóng cao điểm trong năm tại Nam Bộ. Tuy nhiên, trong hai ngày 17 và 18 tháng 4, tại một số khu vực trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận bất ngờ xuất hiện những cơn mưa rào khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vào chiều ngày 18 tháng 4, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu trên khu vực tỉnh Lâm Đồng đang có xu hướng phát triển và di chuyển về phía khu vực tỉnh Đồng Nai, Bình Phước. Trong thời gian nhiều giờ tới, những vùng mây này sẽ gây ảnh hưởng và gây mưa rào dông cho khu vực các tỉnh nói trên, sau đó có thể lan sang các khu vực lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng có dông tố, gió lốc và gió giật mạnh.